Vâng, xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Em xin được review nhanh về phiên giao dịch thị trường chứng khoán ngày 22 tháng 7. Thì hôm nay VN-Index đã đóng cửa tại mức giá thấp nhất phiên ở vùng 855. Có thể nói đây là phiên giao dịch đã phá gãy kỹ thuật tại điểm hỗ trợ là 860 và cái đường tăng giá. Thì như em đã thông báo với các anh chị trong group khách hàng là chúng ta nên hạ tỷ trọng và chấp nhận cắt lỗ với các mã cổ phiếu để có thể quản trị cái rủi ro mà trong những phiên sắp tới có thể sẽ xảy ra. Điểm qua một chút về khối ngoại. Hôm nay khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HSX. Tập trung ở những cổ phiếu như là Vinamilk, HPG, Vinhome, Đức Xanh, Novaland. Còn phía mua ròng thì tập trung ở Vietcombank, CMX, KDC, DHC và BFC. Thì theo em đánh giá tại cái vùng vùng 860 cho tới 875. Tại đây thì lực cầu vào không đủ để có thể tiếp tục công phá lên đỉnh ngắn hạn là 880 đến 900. Cho nên nhà tạo lập có thể muốn đạp sâu hơn về lại ngưỡng hỗ trợ 820, 825 để có thể tạo ra được thêm một cái lực cầu đủ tốt và đủ mạnh để mới có thể đánh lên tiếp được. Đấy, thì anh chị có thể xem xét mình canh hạ dần tỷ trọng và cơ cấu lại danh mục của mình để có thể và tránh không có được giải ngân mua mới, vì dịp này chúng ta phải luôn luôn có hàng sẵn ở trong tài khoản để có thể ứng biến kịp thời. Vâng, xin cảm ơn các quý anh chị đã lắng nghe ạ.